shop bán ác coi thuyết com là shop bán nạc, được mình lựa chọn rất kỹ hoàn toàn đăng ký ảo anh em mua về chơi an toàn khi chơi chán bán đâu cũng dễ lựa chọn hàng đầu việt nam vậy thì còn chờ đợi gì nữa vô ngay shop bạc coi thuyết mày com nếu hoặc bảy server vào chơi nào từ giá thấp đến giá cao có đầy đủ có đầy đủ vô ngay shop coi thuyết mày com nếu hoặc về chơi nhá Mọi người ơi, mọi người đã nghe tin gì chưa? Shop vàng ngọc 97 com vừa tăng giá vàng lên 2k8, 10k28 triệu vàng, 100k280 triệu vàng, 2k8, vàng, 2k8, ngọc 5.2 lên ngay shop vàng ngọc 97 com để ủng hộ cho còi nhé. Hello 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 Xin chào toàn bộ mọi người Và chào mọi người quay trở lại channel của mình Mình là con quay trở lại đây Và không để mọi người chờ đợi lâu nữa Ngày đầu đã xuất hiện Xin kính chào ngày 20 tháng 11 Và sự kiện của chúng ta đã quay trở lại Ghê quá ghê quá ghê quá mấy má ơi Như vậy là tháng này theo như mình biết được Thì tháng này nó có 30 ngày Vậy hiện tại mình đang sống trên ngày 20 tháng 11 Là hết ngày 2 tháng 12 Như vậy sự kiện này nó sẽ diễn ra trong vòng 12 ngày 11 trèo <laughs> Tiếng Anh các thứ Và nội dung sự kiện này là Nói chung là các bạn nhặt hoa nhá Nhặt hoa này đưa về cho quy lão ca mê Hoặc Santa cũng được Đưa về cho quy lão ca Ấn vào cái tặng hoa này Đó thì toàn vũ trụ của bạn sẽ có đó là nhân hai toàn máy chủ à tối đa 72 giờ wow kinh quá anh em ơi nhặt hoa nhặt hoa về tặng cho quy láo nào vâng đó là cái đầu tiên và cái thứ hai mình muốn nói với anh em đó là ở cửa hàng santa mở bán ba cái loại bốn cái loại cải trang đó chính xác là chi chi này và cái trang uh, quy láo kame mà muốn mua muốn mua muốn mua cái trang giắc cái chân thì bắt buộc phải mua uh, quy lão ca mê, đó là lý do tại vì sao mà Zaki là X4 mà chỉ có một ca ngọc mà trong khi cái trang này nó tới 3k, kia nói chung là cái trang này năm ngoái có rồi. Nó quá là thuần thục rồi, không cần phải giải thích gì thêm và tiếp tục đéo hiểu, đéo hiểu luôn anh em mở bán cây trang tao 77 và cái lý do mà mở bán cài trang tao 77 này admin giải thích đó là gọi là mọi tộc đều sử dụng được tóm đi mà tóm lại một câu thì bố đấy cây trang này nó không còn xa lạ gì với mọi người nữa rồi chúng ta tới với là cái mới tiếp theo nào đó là ở cái santa có ở cái ô đặc biệt là có bán bông hoa nhá anh em cứ mua bông hoa mà tẹt ca đi cứ mua tẹt ca một ngọc chỉ một bông hoa một ngọc chỉ một bông hoa mà năm nay năm nay không thấy tăng hoa đấy anh em nhỉ năm nay có thấy thượng đế để mà tăng hoa không hay là chắc là chưa tới thời chắc là phải đi kiếm thôi đi kiếm tặng hoa là tăng sức mạnh thôi anh em ạ à. không biết nó có nó hay là nó nó lạc chơi đâu đây đấy qua siêu thị mà kiếm bây giờ mình sẽ tặng lần 10 hoa đó hết hoa chưa tặng hoa như vậy ạ à? đấy hết sách hoa luôn rồi anh em nó tăng hoa như vậy là nó được uh, nhân hai kinh nghiệm cho toàn vũ trụ đó là ở santa là cũng có mới mẻ đấy đó và uh, uh, từ từ cái đổi qua sự kiện thì để lần cuối đi anh em lần cuối đấy và bây giờ chúng ta về uh, trạm tàu vũ trụ này đặc biệt có một cái cực kỳ là hot luôn nó cực kỳ là hot đó là cột nhà cái cột nhà này nó để làm gì đây nó để làm gì đây à anh em mình mua ngay vâng uh, mua thành công cột nhà đây anh em bây giờ mình sẽ về nhà mình cắt uh, quỷ chim mình sẽ cắt quỷ chim đi từ nay trở đi là mình sẽ xài là mà đéo hiểu tại vì sao nó có cái tên cột nhà nữa đéo hiểu thực sự là đéo hiểu thực sự là đéo hiểu luôn tại vì sao mà nó có cái tên cột nhà vào đây đây uầy cột nhà đây anh em ơi cột nhà đây cột nhà đây cột nhà đây phải đã đang cực kỳ hot luôn mở chít châm lại anh em ạ mở phải mở chít châm lại rồi vâng như vậy là trên mọi người trên màn hình của chúng ta đó chính xác là cột nhà một thú cưới, một thú bay mới cộng 2500 trăm tốc độ chạy và nó giống như bóng mờ một bóng mờ của game ngọc rồi online và đồng thời là nó sẽ cộng hai trăm sức đánh khi lên quái nhé lên quái thì khi bay nhá mọi người đấy với cái đăng tàu bảy bảy này Uai, wow, phải nói rằng nó khá là phức tạp mọi người ạ với cái trang tàu bảy bảy nữa vâng bây giờ mình bay thử nhá quay wow, đẹp quá anh em ơi nói chung là cái gì mới ra thì nó cũng đẹp hết mọi người ơi rằng cực kỳ ngầu luôn đây chính là cột nhà và Thời hạn của nó là vinh viễn anh em Rất tuyệt, rất phiêu Mọi người nghĩ sao về cái cột nhà này đây Bay lại cho mọi người xem vào nha Đây mọi người có thể xem ở trên màn hình của chúng ta là chính là cột nha Rất anh em mà anh em đi liên tục và khen đẹp mọi người à Rất là ngầu, nhìn có vẻ như rất là ngầu Cưới trên một tầm ván, y chang tàu bài bày luôn Cái này là phải gọi là các bạn phải mang cái đang tàu bài bày nữa nhá bắt buộc phải mang cái trang tàu về bảy cái này nó mới có tác dụng anh em à đó tại vì sao tại vì là ở đây là nó mọi người à, có xem mà có à, đọc câu chuyện là ngọc rồng online không thì à, ở cái tập mà tàu 77 á đánh nhau với lại Sonoku thì tàu Bày có à, cười một cái cây gỗ thì chính là cái gỗ này đây đây chính là cái gỗ này đấy cái gỗ mà tàu Bày cười để đánh nhau với Sonoku trong bộ truyện tranh ngọc rồng online đó chính là cây gỗ này và đây và đây đây là lý do tại vì sao mà nó ghi là cộng 20% sức đánh lên quái khi bay với cải trang tàu 77 tức là nếu như mà muốn được cộng 20% sức đánh thì bắt buộc bắt buộc luôn là các bạn phải mua cái đang tàu 77 nha. Một phần không thể không thể thiếu được trong sự kiện ngày hôm nay của chúng ta đó chính là đổi quà sự kiện cái này thì bắt buộc phải nạp thẻ anh em ơi. Vâng đây chính là cái trang uh, sói Brazil. Cái trang này là nói chung là nó có cơ hội ra đòn 10% sát thương lửa anh em khi cận chiến quái và nó chỉ tác dụng lên quái anh em. ạ tiếc cái là chỉ tác dụng lên quá thôi và cái trang biêu ngô ngôn này rất quen thuộc rồi và cái trang cao phi la rơi cái trang này nó ngang với là cái trang xeo con anh em gần 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 ngang hơn thì hơn chút ngang thì ngang luôn à không không bằng cái trang xeo con không bằng không bằng lưỡi hái thần chết này uh, cánh rơi uh, Dracula và đồng thời là chổi bay phù thủy cái chổi bay này nó cùi hơn nó cùi hơn uh, so với lại uh, cái trang cái uh, cột nhà này cột nhà này bay đẹp hơn rất nhiều tại vì uh, mình từng từng bay thử cái đang chổi phù thủy này rồi từng rồi và nói chung là nó xấu hơn nó xấu hơn cái cột nhà cột nhà rất là đẹp mọi người cột nhà nhìn rất là chất luôn giống như kiểu bóng mờ ở sau nó được khạc lửa nữa anh em rất là tuyệt vời bây giờ chúng ta sẽ đi uh, uh, mình sẽ đi uh, nạp thẻ để đổi qua sự kiện nhá có hút máu có hút máu đây anh em ơi có hút máu đó hút của còi được một triệu đây này vâng bây giờ thì còi sẽ nạp vâng mình chưa thấy uh, mình chưa thấy gì hết anh em vâng như vậy là mình vừa nạp thành công uh, 1 triệu và được 3.250 ngọc Rất là lỗ, lỗ rất nhiều luôn Tuy nhiên thì uh, vẫn là uh, cam uh, cam đắng chịu cay để mà gọi là uh, review cho anh em xem Chứ mình cũng chả nhất thiết gì Và ở đây thì uh, mình làm 1 triệu là được uh, 3.250 điểm Sự kiện thì mình sẽ mua đó là cái trang uh, sói Brazil Đó, một cái đầu tiên này uh, Bill bí Ngô thì mình có rồi nha anh em Bill bí Ngô mình có rồi thì uh, cái lý do là mọi người hỏi là tại vì sao mình không bị biến thành bí ngô Thì mình có cái trang Bill bí ngô đây À, cái thứ hai đó là cái kẻ trang 30 ngày à, cao phi la rơi này vâng mình sẽ đổi hết luôn anh em đổi hết mấy cái lưỡi hái thần chế này mình đổi hết này cánh rơi này à phải có ô trống à mình đang bị thiếu ô trống người ạ à. mình đang bị thiếu ô trống mình đang bị thiếu ô trống mọi người ơi vâng và như vậy thì mọi người có thể thấy rằng là uh, khá là đại gia nhìn là rất là chất chơi uh, con uh, người tơi ra nhìn rất là thằng càng phải nói rằng rất là thằng càng luôn Hôm nay mình đổi rất nhiều cải trang Mọi người thấy là mình đổi rất 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 nhiều cải trang Hôm qua là mình nhập được 9 ca ngọc này Hôm qua nhập được 9 ca ngọc Hôm nay có thứ để mà sai rồi để Có thứ để mà chơi kiện với anh em rồi Bây giờ tiếp tục mình vẫn còn là 2000 điểm Đây Đổi lấy xong Đổi lấy xong Đổi lấy xong Đổi lấy xong Như vậy là mình đầy đủ đấy anh em Đầy đủ luôn rồi Vẫn còn 1000 điểm anh em ạ Vẫn còn ngàn điểm Đổi thêm con này nữa vâng như vậy là mình sẽ đổi hai con mọi người ạ mình sẽ lấy hai con uh, sói brazil nha anh em mình lấy hai con sói brazil nhá đấy mình lấy hai con sói brazil đấy rồi xong tuyệt vời mình có hai con sói brazil một cái trang trời uh, phù thủy một con cao phi đen thù rất là xinh xắn nhỏ nhắn dễ thương sexy baby và bây giờ uh, chúng ta sẽ uh, mang cái trang uh, sói uh, brazil này có khả năng khạc lửa anh em vâng Wow, rất là đẹp trai rất là xoáy ca nhìn rất là mặn mà đậm chất luôn vâng cái trang trên người đó là sói brazil đến từ brazil nước mỹ sói à, à, Brazil siêu sói à, Brazil, siêu sói à, ba Brazil và đồng thời là mình đã mang cột nhà luôn và cái trang thứ hai đó là câu phi lê ngoài wow, câu phi đẹp quá anh em có cánh rơi sau nữa này mình sẽ mang cánh rơi vào cánh rơi đây vâng đẹp quá mọi người ơi cánh rơi đây chính là cánh rơi cánh rơi của chúng ta là đây mang sói vào vâng sói mang cánh rơi mọi người ơi sói cánh rơi là đây sói cánh rơi cười cột nhà là đây Ê, xoài ấy xoài ơi hoành tráng select chưa thì à, khi mà mang cánh rơi này thì à, không có ảnh hưởng gì hết nhá cánh rơi này là một cái đang à, vật phẩm à, phụ kiện thêm à, được hai à, trăm chí mạng nhá nhưng mà tiếc cái là nó có 30 ngày thôi lưới hái đây vâng lưới hái là nó cũng là cánh rơi luôn lưới hái chính là cánh rơi nếu như mà mang lưới hái thì à, nó được 10 trăm tấn công khi đánh quái tuy nhiên là mình nghĩ là một trong hai cái này là chỉ mang được một cái thôi thì mình nghĩ là mang mình nghĩ là nên mang lưới hái đi thôi cánh rơi đi cánh rơi đẹp hơn mọi người ạ lưới hái này mang lưới hái vào thì mất cánh rơi mang cánh rơi vào mất lưới hái nhưng mà mình vẫn chọn cánh rơi cánh rơi đẹp hơn vâng trên màn hình của chúng ta đó chính là hai cái trang sói ba siêu vâng mọi người có thể thấy là mình với đề mình đang mang sói ba siêu đi lung tung chơi đây mọi người phải nói rằng rất là hoành tráng đúng không hai cái trang sói ba siêu ở trên màn hình của chúng ta bây giờ mình sẽ đi qua uh, thành phố Vegeta và đi qua đánh quái để coi uh, cái 10% phần lửa đó nó kinh cỡ nào nói chung là hết rồi đó mọi người cái bốn uh, cái trang mới là chổi bay phù thủy này chổi bay này thì uh, nó y chang như uh, cái uh, cột nhà luôn này y chang cột nhà đéo khác đéo gì đâu y chang cột nhà luôn review cái nhá review nhẹ cái chổi bay cái ha mất công uh, mọi người lại bảo là sao uh, không review chổi bay rồi đây chổi bay đây mọi người. Đấy chổi bay trên này của chúng ta đấy. Chổi bay thì nói chung là nhìn nó nó lạ thôi nhưng mà nó không đẹp bằng. Nó không đẹp bằng cái cái kia, cái kia được phê hơn, bay phê hơn. Cái chổi bay này nhìn nó hơi xấu xấu tí, hơi xấu tính một tí. Mình vẫn khoái cái cột nhà hơn anh em thông cảm nhá. Nên là mình sẽ cho cái chổi bay phù thủy vào nhà. Đó cột nhà đấy, to, nó to. Nó to dã man to. Bây giờ chúng ta sẽ đi test thử thử coi cái uh, uh, gọi là cái uh, 10% sát thương lửa. Đó, à, 10% sát thương lửa mọi người. 10% sát thương lửa nó được cái gì đây? Bây giờ sát thương lửa đây này. Nào sát thương lửa cái nào? 10% thôi nó chỉ có 10% sát thương lửa thôi anh em. Nên là cái việc mà ra sát thương lửa thì cực kỳ khó. Chính vì thế nên là mình phải cần uh, tìm kiếm những con quái mà có thể uh, cho mình 10% đó. Trước mặt chúng ta đó chính là khỉ lông vàng 16 triệu p và đây chính là lúc mà mình tát một gọi là mình tát thẳng vào cái mặt của con gọi là khỉ lông vàng này đó là 10% sát thương lửa khi đánh quái chỉ có đánh quái và cần chiến đấy nha anh em cần chiến tức là đánh thương này hình như mình cảm giác rằng là nó gây ra chỉ thêm được một chút sát thương nó chỉ gây ra được thêm một chút sát thương thôi chứ cái sát thương lửa này mình thấy cảm thấy là không đáng kể mọi người 10% nó giống như kẻ trang da đát y trang kẻ trang da đát luôn không tác dụng hay sao á mình đánh nãy giờ mà mình đánh rất là lâu rồi nãy giờ mình test rất nhiều rồi mình tắt clip mình test rồi mình test các thứ rồi nhưng mà mình thấy là cái uh, cái sát thương lửa này không có hiệu ứng gì đặc biệt chắc chắn luôn mọi người cảm nhận như thế nào về sự kiện này và mọi người thấy ở trên màn hình của chúng ta đó chính là một mình đang hợp thể và mình mang trên người đang hợp thể và mang trên người đó là một cái cánh rơi thế mọi người thấy đẹp không mọi người thấy đẹp không đấy mọi người thấy mình mang uh, hợp thể mà mang trên người cánh rơi hay là lưới hái thần chết này còn ừ, cái lưỡi hái xấu quá mình ạ à. cái cánh rơi đẹp hơn hình như là chơi avatar xong bị ảnh hưởng đó mọi người nhưng mà cái cánh rơi còn được hai trăm mạng nữa đi bk rất là vui luôn đấy bay này đấy rất là tuyệt chưa nói chung là mình đầy đủ hết rồi để mình mang thử phao rơi laser này coi cái con rơi này tách hợp thể ra đó mọi người vâng đây đây chính là cau phi laser vâng cau phi rất là đẹp mọi người wow nhìn rất là hoành tráng luôn nhìn phải đang xin so với cứt xin cho như cứt luôn rồi nói chung là xong toàn bộ sự kiện mình đã review hết trơn nạp thẻ ok hết rồi và đây chính là bill bí ngô mang trên người đó là cái trang cánh rơi cũng như là một cái cái trang ván bay mới rất là tuyệt rồi nói chung là clip này mình dừng lại tại đây thôi hết sạch đấy đó à, cánh rơi anh có rồi này bông hoa này mới nhặt được khi đánh quái này à, sói brazil hai con luôn hai con sói brazil luôn này Uh, câu, uh, câu câu cầu phi la rơi có rồi này nói chung đầy đủ rồi đó lưới hái thần chết này rồi uh, cánh rơi đầy đủ luôn nhá mọi người cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này đừng quên like subscribe comment để ủng hộ cho coi bye anh em nha